Lúc bấy giờ, ở trong thế giới ba lần ngàn này, có chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, đồng thanh tâu với trời Đế Thích: Tâu đại tiên nên thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên trì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên như lý tư duy Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đại tiên nên cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Vì sao? Tâu đại tiên, vì nếu thường thọ trì đọc tụng tinh cần tu học như lý tư duy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì khiến cho tất cả ác pháp tổn giảm, thiện pháp tăng trưởng. Tâu đại tiên, nếu thường thọ trì đọc tụng tinh cần tu học như lý tư duy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì khiến cho tất cả thiên chúng tăng thêm, lượng a tố lạc giảm đi. Tâu đại tiên, nếu thường thọ trì đọc tụng tinh cần tu học như lý tư duy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì khiến cho tất cả Phật nhãn bất diệt, pháp nhãn bất diệt, tăng nhãn bất diệt. Tâu đại tiên, nếu thường thọ trì đọc tụng tinh cần tu học như lý tư duy cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì khiến cho giống Phật bảo chẳng dứt, giống pháp bảo chẳng dứt, giống tăng bảo chẳng dứt. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có bố thí Ba La Mật Đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có bốn tịnh lự, bốn định vô sắc xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có bốn niệm trụ, bốn chánh nạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có trí nhất thiết trí, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt nên có dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt
Nên có dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có độc giác và độc giác hướng, độc giác quả xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có đại Bồ Tát, tam hiệu tam Phật Đà xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có đại Bồ Tát và pháp của 10 bậc đại Bồ Tát vân vân xuất hiện ở đời. Tâu đại tiên nên biết, vì do ba giống báu chẳng đoạn tuyệt, nên có Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tổ xuất hiện ở đời. Vì vậy, đại tiên nên phải thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế. Lúc bấy giờ, Phật bảo Trời Đế Thích, Kiều Thi Ca, ngươi nên thọ Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên trì Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên như lý tư duy Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này, ngươi nên cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm này. Vì sao? Kiều Thi Ca, nếu đồ đảng A Tố Lạc hung hăng ngang ngược khởi lên ác niệm thế này, chúng ta sẽ cùng giảng trận đánh nhau với trời 33. Lúc bấy giờ chư thiên quyến thuộc các ngươi nên thành tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm như thế và cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, thì khi ấy ác tâm của đồ đảng A Tố Lạc hung hăng ngang ngược kia liền tiêu diệt chẳng sanh lại. Kiều Thi Ca, nếu năm tướng suy giảm của các thiên tử hoặc các thiên nữ hiện ra tâm kinh hoàng sợ đọa vào đường ác, lúc bấy giờ chư thiên và quyến thuộc các ngươi nên ở ngay trước họ trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì khi ấy các thiên tử hoặc các thiên nữ vì nhờ thiện căn nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa này, nên đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này phát sanh lòng tin thanh tịnh, cho nên năm tướng suy biến mất, thân ý thư thái an nhiên, dù cho mạng chung cũng sanh lại chỗ cũ, hưởng phú lạc cõi trời nhiều hơn trước. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì oai lực công đức nghe và tin Bát Nhã Ba La Mật Đa rất rộng lớn. Kiều Thi Ca, hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân, hoặc các thiên tử và các thiên nữ, vì do thiện căn của một lần nghe qua Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà quyết định sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật và đệ tử quá khứ tất cả đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập cảnh giới vô dư y niết bàn. Chư Phật và đệ tử vị lai tất cả đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập cảnh giới vô dư y niết bàn. Vô lượng chư Phật và đệ tử hiện tại trong 10 phương tất cả đều học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột, nhập cảnh giới vô dư y niết bàn. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì do Bát Nhã Ba La Mật Đa này gồm thâu tất cả pháp phần Bồ Đề, hoặc pháp Thanh Văn, hoặc pháp Độc Giác, hoặc pháp Bồ Tát, hoặc pháp Như Lai đều gồm thâu đầy đủ. Lúc bấy giờ Trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú đại thần, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú đại minh, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú vô thượng, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú không gì sánh bằng, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vua của tất cả chú tối thượng tối diệu, có khả năng hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế có khả năng diệt trừ tất cả pháp ác bất thiện, có khả năng nhiếp phục sanh trưởng các thiện pháp. Lúc bấy giờ Phật bảo Trời Đế Thích: đúng vậy, như ông đã nói. Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú không gì sánh bằng, là vua của tất cả chú tối thượng tối diệu, có khả năng hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ đều y cứ vào đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm như thế, đã chứng quả vị giác ngộ cao tột,
chư Phật vị lai đều y cứ vào đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vô lượng chư Phật hiện tại trong mười phương đều y cứ vào đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Tiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà mười thiện nghiệp đạo xuất hiện ở thế gian. Tiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, các pháp huệ thí, thọ trai, trì giới vân vân xuất hiện ở thế gian. Tiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông vân vân xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà bố thí Ba La Mật Đa, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà thành đế khổ, thành đế tập, thành đế diệt, thành đế đạo xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. Kiểu Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà dự lưu nhất lai bất hoàn A La Hán xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà độc giác và quả vị độc giác xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà đại Bồ Tát và các hạnh của mười địa đại Bồ Tát xuất hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột xuất hiện ở thế gian. Lại nữa, Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế mà có đại Bồ Tát hiện hiện ở thế gian. Kiều Thi Ca, vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà mười thiện nghiệp đạo hiện hiện ở thế gian.
kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà các pháp huệ thí thọ trai trì giới vân vân hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn tịnh vô sắc, năm thần thông vân vân hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đột phát, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh hiện rõ ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ hiện rõ ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà thánh đế phổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà năm loại mắt, sáu phép thần thông hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà độc giác và quả vị độc giác hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà đại Bồ Tát và các hạnh của mười địa đại Bồ Tát hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca vì y cứ vào cái nhân đại Bồ Tát mà Như Lai ứng chánh đẳng giác và quả vị giác ngộ cao tột hiện hiện ở thế gian. Kiểu thi ca thí như vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy mà tất cả loại dược thảo tinh tú núi non biển cả đều được thêm sáng. Như thế vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo mười thiện nghiệp đạo thế gian đều được thêm sáng. Như thế vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo pháp huệ thí thọ trai trì giới vân vân ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông vân vân thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh ở thế gian đều được thêm sáng.
Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo trơn như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, thánh đế phụ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, năm loại mắt, sáu phép thần thông ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, 10 lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, dự lưu hướng, dự lưu quả, nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, độc giác hướng, độc giác quả ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả loại dược thảo, các hạnh của 10 địa đại Bồ Tát và quả vị giác ngộ cao tột ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả hình tượng tinh tú, thanh văn, độc giác, hữu học, vô học ở thế gian đều được thêm sáng. Cũng như thế, vì y cứ vào cái nhân vầng trăng tròn đầy đại Bồ Tát mà tất cả núi non, biển cả đại Bồ Tát và Như Lai ứng chánh đẳng giác đều được thêm sáng. Kiểu thi ca, nếu các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác khi chưa xuất thế, thì chỉ có đại Bồ Tát đầy đủ phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình tuyên thuyết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian không lẫn lộn. Vì sao? Kiểu thi ca, nên biết vì Đại Bồ Tát có khả năng làm phát sanh tất cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa. Kiểu thi ca, phương tiện thiện xảo của Đại Bồ Tát đều từ Bát Nhã Ba La Mật Đa thẩm thâm như thế mà được sanh trưởng. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành bố thí ba la mật đa, có khả năng tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành cái không nội, có khả năng tu hành cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành chân như, có khả năng tu hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành thánh đế phổ, có khả năng tu hành thánh đế tập diệt đạo. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành bốn tịnh lự, có khả năng tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành tám giải thoát, có khả
đang tu hành tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành bốn niệm trụ, có khả năng tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành pháp môn giải thoát không, có khả năng tu hành pháp môn giải thoát vô tưởng vô nguyện. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc năm loại mắt, có khả năng chứng đắc sáu phép thần thông. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc mười lực của Phật, có khả năng chứng đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc pháp không quên mất, có khả năng chứng đắc tánh luôn luôn xả. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc tất cả pháp môn Đà La Ni, có khả năng chứng đắc tất cả pháp môn Tam Ma Điển. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc trí nhất thiết, có khả năng chứng đắc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng chứng đắc 32 tướng đại sĩ, có khả năng chứng đắc 80 vẻ đẹp kèm theo. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên chẳng đọa vào bậc thanh văn, chẳng chứng bậc độc giác. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng thành thục hữu tình, có khả năng nghiêm tịnh cõi Phật. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng đạt được sự viên mãn của thọ mạng, có khả năng đạt được sự viên mãn của vật dụng, sự viên mãn của tịnh độ, sự viên mãn của chủng tánh, sự viên mãn của sắc lực, sự viên mãn của quyến thuộc. Kiểu thi ca, Đại Bồ Tát vì thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên có khả năng tu hành các hạnh của 10 địa Bồ Tát, có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Kiểu thi ca, như thế Đại Bồ Tát và phương tiện thiện xảo của các ngài đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, sẽ được thành tựu công đức thắng lợi trong hiện tại vị lai. Lúc bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì vì sao sẽ được thành tựu công đức thắng lợi trong hiện tại? Phật dạy: Kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy hiện tại chẳng bị chúng thuốc độc, đao binh làm hại, lửa đốt cháy, nước nhận chìm, cho đến chẳng bị 404 thứ bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp đời trước mà đời này phải chịu. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nếu gặp nạn quan, giặc thủ, bức bách, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì lâm vào hoàn cảnh ấy chẳng bao giờ bị khiển phạt gia hại. Vì sao? Vì thế lực oai đức của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nên được như vậy. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, nếu có đi đến chỗ quốc vương, vương tử, đại thần, vân vân, trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì nhất định được vua, vân vân, hoan hỉ, thăm hỏi, cung kính, khen ngợi. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, đối với hữu tình chẳng lìa tâm từ bi hỉ xả. Kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì sẽ thành tựu các loại công đức thắng lợi hiện tại như thế. Khi ấy trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì sao sẽ được thành tựu các công đức thắng lợi trong vị lai? Phật dạy:
kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, để thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, bởi thiện nghiệp đạo, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, các pháp, huệ thí, thọ trai, trì giới. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, vân vân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, cái không nội, cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường chẳng xa lìa, pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ được thành tựu năm loại mắt, sáu phép thần thông. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ được thành tựu mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ được thành tựu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ được thành tựu tất cả pháp môn Đà Na Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ được thành tựu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng bị đọa lạc vào tất cả cảnh giới địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, trừ khi theo nguyện lực sanh vào cõi đó để thành thục hữu tình. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, thường đầy đủ các căn không thiếu. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, vĩnh viễn chẳng sanh vào nhà bẩn cùng hạ tiện, thọ thuyền tạp nhạp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, vĩnh viễn chẳng sanh vào nhà đồ tẻ, đánh cá, trộm cắp, giữ ngục, bọn xấu ác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, thường sanh vào nhà giàu có, hoặc sát đế lợi, hoặc bà la môn, hoặc trường giả, cư sĩ, vân vân, chẳng bao giờ sanh vào nhà làm ruộng. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, tùy nơi sanh ra, có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp kèm theo, trang nghiêm thân thể, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỉ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, nhiều đời vào cõi nghiêm tịnh, gặp Phật, được hóa sanh từ hoa sen, chẳng tạo ác nghiệp. Thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, thường chẳng xa lìa thần thông, nhanh chóng tùy theo ý muốn, dạo chơi các cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, lắng nghe chánh pháp, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, dần dần chứng quả vị giác ngộ cao tột. Kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì sẽ được thành tựu các thứ công đức thắng lợi như thế trong vị lai. Vì vậy nên, này kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, muốn được công đức thắng lợi trong hiện tại và vị lai như thế, cho đến quả vị giác ngộ cao tột, thường chẳng xa lìa, thì nên lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Đối với bát nhã ba la mật đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng,
tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết truyền bá rộng rãi, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bổ, vân vân, y phục anh lạc, tràng phan lọng bóng, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc đèn sáng tuyệt diệu để cúng dường. Lúc bấy giờ có số đông phạm chí ngoại đạo vì muốn tìm cái giờ của Phật nên đến chỗ Phật. Khi ấy trời đế thích thấy rồi nghĩ, này đám đông phạm chí ngoại đạo này đi đến pháp hội rình tìm sở đoàn của Phật, phải chăng là để gây trở ngại cho bát nhã ư? Ta nên tụng niệm bát nhã ba la mật đa thậm thâm đã thọ giáo từ Phật, khiến cho bọn tà kia lui đi. Nghĩ rồi liền tụng bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Ngay lúc đó các phạm chí ngoại đạo đang đi đến từ xa hiện tướng cung kính, đi vòng bên phải Đức Thế Tôn rồi lui về chỗ cũ. Khi ấy Xá Lợi Tử thấy rồi nghĩ, bọn họ vì duyên cớ gì mà lui về? Phật biết ý nghĩ ấy,